quý vị, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 15 và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023, tuyên dương các tập thể tham gia thực hiện tốt chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Đến dự có đồng chí Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố và Ban lãnh đạo quận Tân Bình. Trong Tháng Công nhân lần thứ 15 năm 2023, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và chăm lo phúc lợi cho đoàn viên người lao động như Liên đoàn Lao động quận ký kết hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với 4 doanh nghiệp mới đa dạng các sản phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu với mức giá ưu đãi từ 5% đến 30% cho đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận trao 7 phần quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động và chăm lo cho 154 trường hợp lao động bị mất việc do doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, trao tặng 6 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho các đoàn viên công đoàn người lao động bệnh nan y hiểm nghèo, tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thành công nhất của cái hoạt động Tháng Công nhân năm nay á, là thực hiện đúng theo cái chủ đề kết nối công nhân xây dựng tổ chức. Cái điều mà rõ nhất đó là đã thành lập được thêm 5 công đoàn cơ sở khối ngoài nhà nước. Bên cạnh đó thì cũng thành lập được một nghiệp đoàn may gia công. Các anh chị chúng ta cũng đã nỗ lực hết sức để làm sao kết nối được công nhân của mình, mà đặc biệt là ở các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình khen thưởng 35 tập thể có thành tích thực hiện tốt hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 15 năm 2023 và 45 tập thể thực hiện tốt chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 giai đoạn 2.